ngược lại thời gian trước một chút xíu, thì những cái chỉ trích, những cái ồn ào nào về em mà em cảm thấy khó chịu nhất và đã làm cho em cảm thấy là không khó có thể vượt qua nhất? Chỉ trích mà em cảm thấy là mình khó có thể vượt qua nhất, những ồn ào về em thì em nghĩ là giai đoạn gần đây. Đã có giai đoạn mà em nói chuyện với bạn của em, em nói là hay là thôi, em dừng hoạt động nghệ thuật, em thôi, em không làm nữa. Tại vì đó là trong giai đoạn thì khi mà em mọi nỗ lực lúc em tham gia chương trình ấy, thì mọi người có thấy là em là một Lê Bống khá là năng động, và lúc đó còn mặc bộ một bộ quần áo là áo thể thao, giày, đi một đôi giày thể thao đến casting chương trình Hoa hậu thể thao. Và khi mà em được đến với chương trình thì với một chương trình chuyên nghiệp á, mọi người đã chỉ dạy cho em rất là nhiều, ban tổ chức này, các chị mentor này và cả ekip chương trình đã cho em những lời khuyên, và cả những anh chị báo chí nữa. Mỗi một lần anh chị báo chí nói chuyện chia sẻ thì em cũng đã học được rất là nhiều bài học để em thay đổi dần dần và nhận được dần dần những phản hồi tích cực. Sau đó rồi bỗng nhiên khi mà em có trước đó, trước khi mà tham gia thì em có quay một cái clip là ở cạnh cửa sổ máy bay á. Và cái hình ảnh cái clip đó thì quay cũng khá là lâu rồi, từ tháng 5 thì phải. Từ tháng 5 thì lúc khi mà em quay clip đó thì em không em đã không suy nghĩ kỹ trước, và em thấy đó là một cái trend ở bên nước ngoài, và em thấy clip đó trông rất là đẹp, thế nên là em đã quay theo. Và rồi cái clip đó lại khiến được các anh chị hàng không đã nhắc nhở và nói là nó sẽ gây ảnh hưởng đến an toàn của sân bay, gây ảnh hưởng đến tính mạng của mọi người. Thì ngay lúc đó là em đã xóa đi rồi, nhưng mà nó lại, sự việc nó lại đi quá xa. Đấy là nó đã tạo thành một cái trend, tạo thành một cái xu hướng mà khiến cho các bạn trẻ, rất là nhiều những bạn trẻ quay theo. Và lúc đấy thì em cảm thấy như là có vẻ như là mọi sự nỗ lực và mọi sự cố gắng của mình có làm gì chăng nữa thì nó cũng sẽ dễ gây hiểu lầm, hoặc là dễ gây những cái ảnh hưởng không tốt đến xã hội, cho nên là em muốn dừng lại. Vậy thì ngày hôm nay sẵn trên sóng của Hot ơi là Hot, em có một muốn thẳng thắn nói về cái vấn đề đó hay không với tất cả mọi người đã theo dõi em? Dạ vâng, thì qua thì em cũng rất là mong là nhờ sóng Hot ơi là Hot thì em cũng muốn gửi một lời xin lỗi chân thành đến tất cả những vị khán giả, đến cộng đồng, đến các anh chị của đội ngũ sân bay, vì cái hành động của mình đã gây ảnh hưởng đến an ninh cũng như là an toàn của cục hàng không, cũng như là gây ảnh hưởng đến tính mạng của mọi người. Thì em cũng mong là mọi người sẽ thông cảm, cũng như là em sẽ qua đây thì nó cũng là bài học cho bản thân em, thì để sau này không chỉ em mà em cũng mong tất cả các bạn làm sáng tạo nội dung khác, thì khi mà chúng mình trước khi làm một cái gì hoặc up một cái gì lên trên mạng xã hội ấy, thì chúng ta cũng cần suy nghĩ thật là kỹ, chúng ta cần tìm hiểu xem là cái hành động đó sẽ có gây ảnh hưởng đến mọi người hay ảnh hưởng đến cộng đồng hay không. Cảm ơn Lê Bó.